xin chào tất cả chị gái xinh đẹp luôn ha. Em xin giới thiệu, em là Kim Hoa, nhân viên tư vấn bán hàng của cơ sở Ngọc Trai Salon Phú Quốc. Và hôm nay em gái xin giới thiệu đến mấy chị, đây là mẫu sản phẩm bông tai mới ra mắt bên em nha mấy chị. Mẫu bông tai 2017 nha mấy chị ơi. Mẫu này bên em là ngọc trai kết hợp với bạc E925. Đó, sở hữu viên ngọc 8 ly nha mấy chị, và bạc bên em đeo thì không đen, không xỉ màu, không kính da. Bông là bông chút đẩy nha mấy chị. Mua bông chút đẩy thì em gái tặng kèm cho mấy chị thêm chút nhựa silicon. Em có màu trắng là màu nè, màu cam và màu vàng luôn. 2017 bên em giá 900. Mua ngay bây giờ giá giảm cho mấy chị đẹp của em chỉ còn 699.000. Chị đẹp nào các em trên like thích mẫu 2017 comment số điện thoại bên dưới là có đơn với chị ha. Em gái đang đeo luôn mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nha, mẫu mới lạ luôn ạ. Bông là bông chút đẩy luôn, rất là xinh. Mẫu này bên em giảm ngay bây giờ cho mấy chị còn 699.000. Chị đẹp của em trên like thích mẫu 2017 comment số điện thoại bên dưới là có đơn luôn. Mua hàng em gái gửi kèm cho mấy chị thẻ bảo hành 3 năm. Trên thẻ bảo hành thì có số điện thoại và địa chỉ bên em mấy chị ha. Ngày nào em gái cũng like ở khung giờ vào lúc 12 giờ trưa cho đến 16 giờ hàng ngày ở trang Ngọc Trai Phú Quốc nha mấy chị ơi. Em gái like ở trang này nha, vào lúc 12 giờ trưa cho đến 16 giờ hàng ngày. Mấy chị đẹp của em nhớ đón xem khung giờ like của em nha mấy chị ơi, Ngọc Trai Phú Quốc nha mấy chị. Dạ là còn chị đẹp nào các em trên like thích mẫu 2017 comment mã sản phẩm, số điện thoại bên dưới là có đơn. Chỉ với giá 699.000 tặng kèm quà tặng. Dạ là cảm ơn mấy chị đã theo dõi video này của em luôn ha. Bye bye, chào tất cả chị gái xinh đẹp luôn nha.